Em chào các bác nhé. Hôm nay em về để cặp loa Fotech FE 206 Super. Loa còn rất là đẹp. Loa khá đẹp. Loa đang còn hộp các bác nhé. Là một Fotech này, có cái răng này, có ốc này, này. Đấy. Là nguyên hộp nó. Đấy. Con này là cụ từ rất là gấu các bác nhé, cụ từ rất là to. Cụ từ rất là to. Chất nặng. Con này là nặng 5 cân. Cổ loa nặng 5 cân các bác nhé. Đây. Nặng 5 cân. FE06 Super. Nó lại đã nặng quá. Nó đem thì không 6S 8 ohm 80W 25 80W. Này là của Nhật các bác nhé. Cụ từ rất là gấu, cụ từ là tầm đường kính khoảng 18. Lò đang đẹp như mới. Đấy, cái này là nó mạ chrome chống rỉ. Đấy. Chốc này em sẽ test âm em được bác thưởng thức cái âm thanh của nó. Và bây giờ thì em cảm ơn các bác nhé. Hàng này thì em bán với giá là 6.500.000. Các bác chuyển khoản đủ cho em. Đấy.